Và hiện tại thì Nhi đang có mặt tại công viên Dương Đình Nghệ, một trong những không gian sẽ diễn ra hội trại Tomorrow Camp, là vòng sơ khảo cuộc thi này. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một vài những công tác chuẩn bị cho ngày hội trại vô cùng đặc biệt này. Mùa giải đầu tiên của cuộc thi sáng tạo về tương lai, The Next Innovator 2024 đã chính thức bắt đầu. Cuộc thi được triển khai trong khuôn khổ dự án không gian sáng tạo thanh thiếu nhi Tomorrow Space, một dự án do chương trình HTV Cafe Tech Cuộc sống tương lai kết hợp cùng với quận 11 thực hiện. Với sự đồng hành của những chuyên gia công nghệ, những tập đoàn công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước, sau hơn 2 tuần phát động, cuộc thi đã thu hút hơn 70 đội thi với gần 500 thanh thiếu nhi và các giáo viên đồng hành đăng ký tham dự. Vòng sơ khảo được diễn ra vào ngày 30 tháng 3 như một ngày hội khoa học với nhiều nội dung thử thách đa dạng, thú vị, được triển khai dưới hình thức những trò chơi chạm. Kết hợp giữa trò chơi vận động với những nội dung kiến thức hữu ích, ngày hội khoa học Tomorrow Camp hứa hẹn sẽ giúp các bạn nhỏ thu nhặt thêm thật nhiều những kiến thức hữu ích về 4 chủ đề chính của cuộc thi: sản phẩm tiêu dùng, bao bì bền vững, tận dụng và tái tạo năng lượng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe hữu cơ, giải pháp làm sạch, giảm phát thải ra môi trường. Không chỉ là những hành trang tất yếu giúp các bạn nhỏ bước tiếp cùng cuộc thi, thông tin và kiến thức về khoa học tự nhiên, công nghệ với trọng tâm là lĩnh vực hóa, sinh sẽ được lồng ghép trong các nội dung thử thách, là những bước đầu tiên giúp các em nhận thức và hiểu đúng về bản chất của những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của môi trường sống và cộng đồng xung quanh. Từ đó, đơn giản và sinh động hóa cách các em tiếp cận khoa học tự nhiên, công nghệ, từng bước hình thành dần những ý tưởng đổi mới sáng tạo của riêng mình. Với 5 nội dung thử thách: lăng kính nhà khoa học. Một thử thách giúp các em có một góc nhìn khác hơn về những vật dụng quanh ta dưới kính hiển vi và thời gian phân hủy đáng lưu ý của những vật liệu. Tam sao thất bại, một trò chơi quen thuộc giúp các em nhỏ ghi nhớ dần tên của những thành phần cần lưu ý có trong những hóa phẩm tiêu dùng quen thuộc, giúp các em có dần thói quen tìm hiểu và xem qua bảng thành phần trước khi lựa chọn mua hoặc sử dụng các hóa phẩm tiêu dùng. Cuộc đua phân loại rác. Trò chơi chạy tiếp sức với mục đích truyền những vật phẩm mô phỏng những loại rác thải khác nhau, giúp các bạn nhỏ nhận diện, phân loại các loại rác thải cơ bản. Hãy chọn từ đúng. Thử thách điền vào chỗ trống đơn giản, giúp các em ôn lại và cập nhật thêm những thông tin cơ bản về khoa học tự nhiên. Nhà sáng chế tí hon. Thử thách nhập vai vào những nhà khoa học, từ tay thực nghiệm tạo ra những hóa phẩm cơ bản theo sự hướng dẫn của những chuyên gia đến từ DKSH. Hoàn tất 5 thử thách trên trong thời gian quy định, các bạn sẽ được tấm vé bước vào vòng bán kết. Ngay sau thời gian thực hiện thử thách, các bạn cũng sẽ được ban tổ chức giúp ghi hình và thực hiện một video giới thiệu về đội, cũng như ý tưởng của đội mình. Đây cũng sẽ là sản phẩm giúp các bạn tham dự vòng bán kết, bình chọn online.